Ok, hello tất cả các bạn. Hôm nay sẽ cho các bạn coi một cái video của GoPro Hero 8. Mình vừa quay từ chỗ đi làm về. Ok. Mình vừa quay cái chế độ time warp cho các bạn coi. Sẽ cho các bạn coi cái video nó chạy thử sao nhé. Rồi ok. Ok, thank you tất cả các bạn, và nếu các bạn thấy video này hay xin để lại hãy để lại một like và một subscribe cho mình nhé. Ok, bye bye.